quý vị và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức trong ngày hôm nay. Là MC kỳ cựu Trấn Thành vẫn bị bóc lột tiếng Anh, sở hữu khả năng nghe nói tiếng Anh lưu loát. Nhưng một MC kỳ cựu như Trấn Thành vẫn bị bắt bẻ lỗi phát âm sai, cố chỉnh giọng cho sang. Trong chương trình Người ấy là ai mới đây, Trấn Thành cùng dàn sao Việt như Hương Giang, Tóc Tiên và Đức Phúc bất ngờ bị soi khả năng sử dụng tiếng Anh. Không chỉ bị chỉ ra lỗi sai cơ bản trong cách phát âm và dùng từ, các ngôi sao nổi tiếng còn được góp ý cách chỉnh sửa sao cho phù hợp. Người đưa ra những ý kiến táo bạo này là một thầy giáo 9X tên Nguyễn Lễ, người từng được 9 điểm IELTS. Vì có sự góp mặt của chị đại Thái Lan Lucas, các khách mời và MC Trấn Thành của Người ấy là ai thường xuyên phải sử dụng tiếng Anh để giao tiếp trong suốt quá trình ghi hình. Do vậy, sau khi chương trình lên sóng, thầy giáo Nguyễn Lễ đã có một số nhận xét về khả năng ngoại ngữ của dàn sao nổi tiếng. Tất nhiên, với con mắt của một người có chuyên môn cao và khả năng sư phạm, anh Nguyễn Lễ chỉ có mục đích góp ý chỉnh sửa để các ngôi sao hoàn thiện mình, chứ không hề có định bới móc bắt bẻ lỗi sai của họ. Mục đích chính của clip là cùng học hỏi và mang tính xây dựng hơn là chỉ trích hay soi mói lỗi sai của người khác. Quan điểm của tôi khi học ngoại ngữ là phải mắc lỗi sai mới tiến bộ, giáo viên này cho biết. Với MC Trấn Thành, anh Nguyễn Lễ đánh giá cao khả năng nói tiếng Anh tự tin và duyên dáng của nam danh hài. Tuy nhiên, khi trò chuyện cùng chị đại Thái Lan Lucas, Trấn Thành bị ngắt ngứ khi cố chuyển từ cách phát âm kiểu Mỹ sang cách phát âm kiểu Anh. Nguyễn Lễ nhận định Trấn Thành sử dụng tiếng Anh thành thạo, nhưng thỉnh thoảng có một số đoạn còn nói hơi quê và phát âm sai một số từ cơ bản. Nếu chỉnh phát âm thêm thì sẽ nghe sang hơn. Trấn Thành cố gắng chỉnh thành giọng Anh cho sang nhưng bị ngắt ngứ. Nguyễn Lễ chỉ ra Trấn Thành phát âm sai chữ Younger, phần đuôi đã bị nói sai. Sau đó, thầy giáo nhận xét tới Hương Giang, anh cho biết bản thân khâm phục sự cố gắng của nữ ca sĩ. Cô có sự tiến bộ rất lớn so với trình độ tiếng Anh vài năm trước. Ngữ âm của Hoa hậu vẫn còn khá nặng, đọc sai một số từ cơ bản như confident, stress, work, hay thỉnh thoảng dùng ngữ pháp không chuẩn như me, more, then, but. Ý chỉ Hương Giang từng trải qua 10 lần phẫu thuật, nhưng bù lại Hương Giang lại rất tự tin và nhạy bén trong giao tiếp tiếng Anh, điều mà cả dân chuyên nghiệp chưa chắc có được. Nguyễn Lễ cho rằng lỗi sai này không tạo ra vấn đề gì lớn với Hương Giang. Có điểm mạnh khác là lưu loát tự tin khi giao tiếp. Dù sai ngữ pháp nhưng cô đã nhanh chóng xử lý tình huống, khiến mọi người bật cười vì tính hài hước của mình. Nữ ca sĩ được khen là người dạy bén, phản ứng rất nhanh. Nhiều người giỏi tiếng Anh cũng chưa chắc giao tiếp tốt bằng Hương Giang. Đức Phúc được nhận xét là ít khi nói tiếng Anh, nên chưa có phản xạ phản ứng với ngoại ngữ. Nam ca sĩ sinh năm 1996 cũng bị ngắt ngứ khi giao tiếp. Nếu các bạn nói tiếng Anh ngập ngừng, ngắt ngứ thì sẽ khó hòa nhập khi giao tiếp thông thường. Nguyễn Lễ đưa ra lời khuyên cho những người chưa có phản xạ tốt và ít sử dụng ngoại ngữ như Đức Phúc. Anh đồng thời khuyên nam ca sĩ 24 tuổi phải luyện tập nói chuyện nhiều hơn để không rơi vào tình thế bị động khi nói tiếng Anh. Những nghệ sĩ nào cũng là người luôn làm việc trong môi trường năng động, phải giao tiếp nhiều, nên tôi cho rằng nếu có cơ hội, Đức Phúc sẽ có cơ hội phát triển rất nhanh, anh chia sẻ thêm. Trong dàn cố vấn Việt Nam, tất nhiên Tóc Tiên là người đỉnh nhất khi có nhiều năm kinh nghiệm đi du học. Tuy nhiên, Tóc Tiên vẫn sai một số lỗi nhỏ, như khi định khen Chris lịch thiệp, cô nàng nói very gentleman thay vì nói đúng là very nice, hoặc he choose gentleman bởi gentleman là danh từ. Đối với Tóc Tiên, giọng ca 31 tuổi được khen là sở hữu kỹ năng ngoại ngữ không phải dạng vừa. Tuy nhiên, trong số khoảnh khắc khi khen ngợi thí sinh, Tóc Tiên cũng không tránh được lỗi sai dùng từ. Cô khen thí sinh là very gentleman, nhưng trên thực tế đây không phải tính từ nên không thể dùng để miêu tả người. Anh nói nếu là tôi có thể dùng very nice, very polite, hoặc he the true gentleman thì được. Nam giáo viên nhận xét siêu mẫu Lucas phát âm tiếng Anh quá tốt, dùng được kiểu nói nước của người bản xứ, nhưng anh cũng chỉ ra một số lỗi sai như khi cô nói LGBT là danh từ không được dùng như tính từ, hay khi nhận xét possibility, sự có thể, thay vì nói đúng là there are possibility cũng có thể. Nhận xét của Nguyễn Lễ được nhiều người đồng tình, do anh là người có kỹ năng tiếng Anh được xếp vào hàng xuất sắc. Nguyễn Lễ sở hữu số điểm 9.0 cho phần thi nói, tổng điểm IELTS là 8.0. Anh đã thành lập một trung tâm tiếng Anh khá có tiếng và từng tham dự những chương trình sáng kiến thủ lĩnh Đông Nam Á ở Đại học Harvard.